Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 4 tây tháng 2 năm 2021 Và bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi tối thì chúng ta thấy là giá của Bitcoin bây giờ là 36.784 Thì so với lại ngày hôm qua cũng không có nhiều sự khác biệt các bạn thấy được là ngày hôm qua giá cả cao nhất là 38.800 đô thì hôm nay đi xuống một chút, đi xuống còn 36.700 đô thì chúng ta thực sự mà nói là cũng không có thấy cái gì đặc biệt hết chúng ta tiếp tục muốn thấy là Bitcoin đi hàng ngang ở mức này. Nhiều bạn thì muốn thấy Bitcoin đột phá lên tới mức là 50.000, 60.000 nhưng mà chúng ta muốn thấy một cái sự tăng trưởng dài hạn thì chúng ta cần phải thấy được là giá của Bitcoin tiếp tục đi hàng ngang ở cái mức này để cho những chỉ số nó hạ xuống một chút thị trường này nó bớt nóng một chút để chúng ta có cái sự tăng trưởng mạnh hơn và bền vững hơn bitcoin mức này càng lâu thì các bạn thấy được là cái giá sẽ được hỗ trợ mức này càng nhiều chúng ta thấy được là càng nhiều người làm quen tới cái mức này thì càng tốt đây là tình hình của bitcoin chúng ta cũng sẽ nói thêm một số những thông tin khác nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói về ethereum đi thì nói về ethereum thì các bạn thấy được là giá của ethereum bây giờ là đã đi xuống một chút so với ngày hôm qua hôm qua các bạn thấy được là giá ethereum đã gần chạm cái mức là 1.700 đô thì hôm nay giá của Ethereum đã xuống còn 1.600 đô cũng còn rất là tốt các bạn thấy được là giá Ether vẫn trên 1.600 đô đã có một cái sự tăng trưởng rất là tốt trong vòng 3 ngày qua các bạn thấy được là cách đây khoảng chừng là 3 ngày ngày 1 tây tháng 2 thì giá của Ether lúc đó chỉ là xoay quanh cái mức là 1.300 đô mà thôi cho nên các bạn thấy được là trong vòng 3 ngày qua thì Ether đã đi từ 1.300 đô lên tới đỉnh ngày hôm qua là gần 1.700 đô đã tăng lên 30% rồi Bây giờ thì Ethereum ở cái mức này cũng là một cái mức rất là tốt và chúng ta nhìn vào một số những thông tin liên quan tới Bitcoin trước, sau đó chúng ta nói tới một số những thông tin liên quan tới orcoin và Ethereum và những bạn nào đó mà đã có cái sự lợi nhuận tốt trong đợt tăng trưởng này thì tôi muốn chúc mừng các bạn. Tôi muốn dành một ít thời gian để mà nói một số điều với các bạn tại vì trong một mùa tăng trưởng đó các bạn thấy được là có rất nhiều điều xảy ra không phải là chúng ta nhìn vào một mùa tăng trưởng mà các bạn nghĩ là rất đơn giản giống như là các bạn nhìn vào mùa tăng trưởng này thì khi mà chúng ta thấy được là cái giá của Bitcoin đã xuống từ cái mức là từ 42.000 mà xuống chỉ còn có 30.000 thì các bạn thấy được là chúng ta đã thấy cái mức xuống giá là gần như là 30% và đối với lại cái sự mà xuống giá thấp nhất gần đây đó chính là ngày 22 tháng 1 thì lúc đó giá đi xuống chỉ còn có 28.800 và đã đi xuống tổng cộng là 31% thì các bạn thấy được là trong cái đợt điều chỉnh này từ cái lúc mà Bitcoin lên tới là 42.000 là khoảng ngày 8 tháng 1 điều chỉnh xuống mức chỉ còn có 28.800 ngày 22 tháng 1 thì đã có nhiều bạn rời khỏi thị trường này nhiều bạn đang nghĩ thấy chúng ta đã bắt đầu có một mùa đông nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng thì trong vòng 2-3 tuần qua giá Bitcoin đã bắt đầu là tích lũy và là tiếp tục đi lên và mãi cho tới ngày hôm nay các bạn cũng đã thấy được là Bitcoin chưa hề đóng lại một ngọn nến ngày nào dưới 30.000 đô 30.000 đô tiếp tục là một cái vùng mà hỗ trợ rất chắc chắn các bạn thấy được là từ ngày 2 tháng 1 khi mà Bitcoin lần đầu tiên qua khỏi 30.000 đô mãi cho đến ngày hôm nay các bạn thấy được đã là 34 ngày liên tục chúng ta không đóng lại dưới 30.000 đô các bạn cũng đang thấy trên màn hình trong một mùa tăng trưởng nó chúng ta sẽ thấy những cái đợt đi xuống giá này rất là nhiều lần đợt tăng trưởng của năm 2007 chúng ta cũng đã thấy rất nhiều lần có cái sự kiện tương tự xảy ra thường đã chia sẻ với các bạn cho nên khi mà chúng ta nhìn vào quá khứ đó đi thuận trở về quá khứ năm 2017 đó thì khi mà các bạn zoom ra thì những cái đợt đi xuống giá này đó khi mà giá cả bắt đầu tăng trưởng mạnh đó thì những cái đợt đi xuống giá này nó sẽ từ từ trở thành nhỏ đi giống như là các bạn không để ý đến nhưng mà trong lúc mà xảy ra đó thì những cái đợt đi xuống giá này rất là dữ dội cũng giống như là năm 2017 khi mà thuận trở lại thời điểm đó để thuận zoom vào cho các bạn thấy rõ hơn Tại vì có một điểm rất là quan trọng Thùng muốn chia sẻ với các bạn Thì các bạn thấy được là năm 2017 đó Bây giờ chúng ta zoom ra Thì các bạn thấy được là giống như là năm 2017 đó Giống như các bạn thấy được là đi lên một đường thẳng luôn Thì nhiều bạn sẽ nghĩ là năm 2017 đó Chúng ta dễ dàng kiếm tiền trong cái thị trường này Nhưng mà nhìn lại thì các bạn thấy được cái sự tương tự cũng xảy ra năm 2017 Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và mỗi một số video đó thường đều có một cái playlist riêng nhưng mà nào mà muốn xem liên tục những cái video trong cái số đó thì cứ bấm vào playlist như các bạn thấy được là chúng ta có playlist của video 936, 935, 934 vân vân. Mỗi một số đều có một cái playlist riêng cho nên các bạn muốn xem liên tục thì bấm vào playlist sẽ tìm thấy cái thông tin này. Và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội đó, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào các bạn hãy tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một Thuận Capital. Trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus hay là các bạn có thể được giảm phí giao dịch và đăng ký vào group nhận hỗ trợ khi các bạn sử dụng những dịch vụ này. Trong đó chúng ta có sàn SnapX, sàn MT, sàn Binance, sàn Bybit, Coinbase và ứng dụng BlockFi ứng dụng mà các bạn có thể là gửi đồng crypto để mà nhận lãi và crypto khoan ứng dụng mà chúng ta thường hay sử dụng để mà xem tình hình on chain của thị trường như thế nào. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết thì chỉ cần bấm vào cái link bên dưới khi mà chúng ta nhìn vào những cái đợt xuống giá đó khi các bạn zoom vào thì các bạn mới thấy được là những đợt xuống giá đó trong lúc mà các bạn nằm ở trong thời điểm đó đó thì những đợt xuống giá đó mạnh như thế nào cũng giống như là bây giờ mà thôi như là các bạn thấy được là cái đợt xuống giá này là hồi tháng 9 thì chúng ta thấy được là ngày 2 tháng 9 năm 2017 xuống tới ngày là 15 tháng 9 năm 2017 đã xuống tới 40,5% cái tình hình này đó nhiều bạn cũng đã nhớ nhưng mà nào mà ở trong thị trường này năm 2017 đó đây là cái lúc mà Trung Quốc Gai quyết định là sẽ không cho sàn giao dịch hoạt động ở Trung Quốc khiến cho giá Bitcoin đi xuống rất, rất là nhanh, đi xuống nhiều ngày liên tục. Mà từ cái mức là các bạn thấy là 5.000 đô xuống chỉ còn có là 2.900 đô mà thôi Và thời điểm đó cũng nhiều người nói là cái mùa tăng trưởng được chấm dứt Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được mùa tăng trưởng vẫn tiếp tục Và sau đó chúng ta lại có thêm những đợt điều chỉnh mạnh Và cứ điều chỉnh mạnh cho đến khi chúng ta lên tới đỉnh của năm 2017 Đó chính là 20.000 Cho nên khi mà các bạn nhìn vào những đợt xuống giá này đó cũng là những điều bình thường xảy ra mà thôi Nhất là chúng ta thấy là xuống giá điều chỉnh trong cái phạm vi là từ 30 tới 40% cũng không có gì gọi là quá lạ trong một cái mùa tăng trưởng nhưng mà không biết là có nhiều bạn cũng đã rời khỏi thị trường này hay là đã, đã có quyết định bán trong cái thời điểm mà giá bịt không bị điều chỉnh. Cho nên để trả lời câu hỏi là một trong mùa tăng trưởng đó có kiếm tiền dễ trong thị trường này hay là không thì được không nghĩ như vậy. Các bạn thấy được là các bạn cũng cần phải có những cái lòng tin tuyệt đối và cũng có một cái sự suy nghĩ dài hạn mới có khả năng để mà trụ được trong thị trường này mới có được những cái lợi nhuận cho nên những bạn nào mà có lợi nhuận thì điểm bây giờ thì thường chúc mừng các bạn các bạn là những người mà thật sự là có một cái lòng tin cũng như là có tầm nhìn rất là tốt trong thị trường này và ngay cả những lúc mà các bạn thấy được là giá cả đi xuống đó đó mới là những cái lúc mà thử thách lòng tin của các bạn trong thị trường này thường có tìm được một cái video cách đây cũng là hai năm rồi các bạn thấy là thời điểm bây giờ chúng ta ngồi thì ai cũng rất vui tết này rất nhiều bạn rất vui tại vì có thể kiếm được À, nhiều tiền từ tiền crypto này nhưng mà các bạn thấy được cái đây 2 năm thì tình hình không phải là như vậy các bạn thấy được cái đây 2 năm đó đây là một cái video thuận chia sẻ Hai năm trước ngày 24 tháng 2 năm 2019 thì đây là cái video 310 lúc này là một cái thời điểm mà rất là đen tối trong mùa đông crypto thường là một cái video video này là video 310 trong vòng 435 ngày Bitcoin đã xuống 81% Thì các bạn đã đầu hàng hay chưa Như bạn cũng nên nhớ cái video này Và trong video này để chúng ta nhìn vào coi là giá cả của thời điểm đó cái đây 2 năm như thế nào Thì các bạn thấy được là thời điểm đó Bitcoin chỉ có 3.800 mà thôi Và Premium đã xuống chỉ còn có 138 đô mà thôi Bitcoin từ 20.000 xuống còn 3.800 Và Premium từ cái mức là 1.400 đô xuống như còn 138 mà thôi thì nhiều người đã kêu gọi nói là Ethereum đã hết thời Bitcoin cũng vậy cũng sẽ trở với con số 0 cho nên một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn ở đây đó là tại sao mà chúng ta thường thì đón tương lai rất là sai giống như là cho các bạn nhìn vào những chứng đoán tương lai của những người mà đã đưa ra chứng đoán hồi năm 1990 đi người ta chứng đoán là một từ 1990 cho đến thời điểm bây giờ là năm 2021 thì 30 năm sau cái tình hình thế giới sẽ như thế nào, thế giới sẽ ra sao thì các bạn thấy được những cái chuẩn đoán đó, đó hoàn toàn là sai tại vì chúng ta tại sao lại thường suy đoán tương lai sai tại vì chúng ta dựa vào những gì chúng ta biết ngày hôm nay để có thể đưa nhận định cho ngày mai trong khi mà những gì chúng ta không biết sẽ làm cho chúng ta không thể đoán được ngày mai như thế nào cho nên các bạn cần phải cập nhật thông tin liên tục Giống như là các bạn thấy được là năm 1990 thì làm sao các bạn có thể đoán được là có Internet đi các bạn không có thể biết được là sẽ có Internet thì làm sao các bạn có thể đoán được là sẽ có máy vi tính Các bạn sẽ có thể đoán được là sẽ có những điện thoại di động thông minh vân vân Cho nên các bạn không thể nào đoán được tại vì một cái yếu tố mà các bạn không nghĩ đến sẽ thay đổi rất nhiều yếu tố sau này Cũng như là chúng ta nhìn lại của năm 2000 2013 năm 2017 mỗi lần mà chúng ta thấy giá cả lên cao sau đó giá cả đi xuống thì nhiều người sẽ rời khỏi thị trường này tại vì sao? Tại vì người ta không thể thấy được tương lai và những người nào mà thấy được tương lai thì những người đó mới là những người mà có cái sự thành công và muốn biết được tương lai thì các bạn cần phải cập nhật liên tục và các bạn cần phải hiểu được là tại sao chúng ta lại lưu trữ tiền kỹ thuật số Lý do mà chúng ta lưu trữ tiền kỹ thuật số của năm 2017 đó cũng giống như là bây giờ mà thôi Các bạn thấy được tinh hình không gì khác biệt hết Các bạn thấy được là tình hình bây giờ thì chính phủ vẫn tiếp tục in tiền Các bạn thấy được là bây giờ trong vòng 3 năm qua thì cái sự mà di chuyển tiền xuyên quốc gia vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết cho nên các bạn thấy là cuối cùng thì những cái lý do mà trước đây chúng ta đầu tư vào thị trường crypto này bây giờ cũng vẫn là những lý do đó mà thôi. Cho nên đây là một những điều mà tại sao mà Thuận tin tưởng thị trường này trong vòng nhiều năm qua tại vì chúng ta thấy là cái lý do tại sao mà đầu tư không thay đổi chỉ có là giá cả thay đổi mà thôi và nếu như mà cái lý do tại sao các bạn đầu tư vào một cái dự án nào không thay đổi tại vì tình hình thị trường cũng như vậy mà giá cả dự án đó đi xuống hay là giá cả đồng đó đi xuống thì đương nhiên đây là một điều tốt vì các bạn có thể mua được cái dự án đó, cái cổ phiếu đó, cái đồng đó với cái giá rẻ hơn mà tình hình cũng giống như vậy mà thôi. Cho nên các bạn á, khi mà chúng ta nói tới đầu tư lâu dài, đương nhiên những bạn nào mà trade thì không nói tại vì trade thì đương nhiên các bạn phải theo sát từng giờ từng giờ, từng ngày từng ngày. Nhưng mà nếu như các bạn đầu tư lâu dài thì các bạn cần phải suy nghĩ là cái giá Bitcoin ở cái mức này thì chúng ta tại sao lại mua? Tại vì các bạn có thể nghĩ là thị trường bây giờ là rất cần thiết một cái loại vàng điện tử thì các bạn có thể thấy giá Bitcoin đi xuống ngày mai ngày mốt tuần tới thì các bạn lại bắt đầu lo lắng nhất là khi mà các bạn thấy được là giá Bitcoin 42.000 xuống chỉ còn có là 28.000 thì nhiều bạn lại bắt đầu lo lắng nhưng mà các bạn thấy được là cái lý, lý do tại sao mà giá Bitcoin lên 42.000 hay là cái lý do tại sao mà giá Bitcoin từ cái mức là 42.000 xuống 28.000 thì các bạn thấy được là những điều đó không thay đổi cái lý do mà các bạn đầu tư vào trong thị trường này các bạn thấy được là cuối cùng Bitcoin ở mức 42.000 hay là 28.000 thì cũng như vậy mà thôi. Lý do tại sao các bạn đã chọn lựa khi mà các bạn đầu tư vào thị trường này lúc mà Bitcoin 20.000 hay là dưới 20.000 thì cũng không có sự thay đổi. Cái sự thay đổi là giá cả mà thôi. Cho nên các bạn nếu đầu tư lâu dài thì không nên để giá càng ngắn hạn làm quấy nhiễu cái suy nghĩ của bạn về dài hạn. Đây là một những điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Và nhất là các bạn thấy là thông tin thì các bạn cần phải có một cái sự suy nghĩ mỗi lần các bạn nghe bất cứ thông tin nào các bạn cũng cần phải đưa ra quyết định cho bản thân mình ngay cả khi mà các bạn nghe thuận chia sẻ thuận như chia sẻ và những gì thuận biết mà thôi nhiều bạn à, nói thuận là một người chuyên gia trong lĩnh vực này